Xin chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp các bạn trong video kế tiếp của mình. Hôm nay ở đây đã chuẩn bị thịt xay, môn, hành củ, nấm mèo, bún tàu, cà rốt, hành lá, tỏi, trứng gà và bánh để gói. Các bạn cũng đã đoán được mình làm món gì rồi phải không? Đó là món chả giò. Ở đây cái số lượng mình vừa có là thịt, môn, cà rốt, bún tàu, nấm mèo, củ hành là 4kg. Thì mình sẽ cho hai cái trứng gà vô. Mình cho hết tỏi. Mình cho là một muỗng cà phê tiêu xay. Ở đây á, mình sẽ cho một muỗng canh muối, hai muỗng đường, nửa muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây mình cho thêm một muỗng dầu mè. Bây giờ mình sẽ hỗn hợp hết tất cả cái này vô chung nha các bạn. Sau khi mình trộn cho nó đều lên hết rồi á, thì mình sẽ để đây chút xíu cho nó ngấm cái gia vị vô. Rồi mình sẽ chuẩn bị mình đi gói bánh.
loại bánh tráng này mình mua đó thì nó là đông đá, cho nên mình cũng để cho nó mềm rồi. Và mình sẽ lột ra rồi mình mới cuốn được chả giò. Giờ mềm lắm, dễ lột. Mình sẽ lột hết cho mấy cái sắc này luôn nha các bạn. Ở đây mình đã chuẩn bị một cái bịch mà để nặn chả giò, nhưng mà mình dùng cái loại mà giống như của người Tây đó, họ dùng để nắn bánh, nắn kem đó các bạn. Thì ở đây mình đã cắt một khúc rồi, và mình sẽ dùng cái đầu này để mình cho vô, để chút xíu mình nặn chả giò cho nó dễ nha các bạn. Và ở trong cái chén này á thì mình có cho là một muỗng bột năng và hai muỗng bột mì. Mình khuấy chút xíu nước cho cái độ nước nó, cái bột nó sệt như vậy, khi mình dán cái mép của bánh chả giò đó thì nó sẽ dính lại. Cái ống này mình sẽ cho vô trong cái bịch ni lông thì nó sẽ lòi cái chip, cái đầu này ra, thì nó sẽ khi mình nắn chả giò thì nó sẽ ra cái vòng này, nó dễ hơn là cái bịch ni lông không. Cái bịch này và với cái ống này á, mình có thể mua ở mấy cái tiệm mà để làm bánh á, thì họ có bán. Thank you.
giờ mình sẽ sắp bánh như vậy. Mình sẽ nặn chả giò vô trong bánh. Mình lấy miếng bột, mình ngay cái mép dán nó vô. Nếu mình thích mình làm như vậy, mình muốn chiên liền thì mình sẽ chiên. Còn nếu mà mình làm nhiều mà mình không có chiên hết á, thì mình có thể đông đá rồi để mình chiên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục cuốn hết các khay bánh. Các bạn, mình cũng đã cuốn xong hết chả giò của mình rồi.
dầu của mình đã nóng. Bây giờ mình cho chả giò vô mình chiên. Các bạn, chả giò mình chiên xong rồi. Và ở đây mình cũng có làm một dĩa rau sống. Ở đây mình đã làm cho mình một tô bún để mình ăn thử, nếm thử cái vị chả giò và bún ăn cùng với lại nước mắm. Mời các bạn. Bánh chả giò giòn quá, vừa ăn rất là thơm mùi môn và tiêu. Ở đây mình ăn kèm chung với bún rau sống cho nên mình chan nước mắm vô cho nó đậm đà. Ngon quá. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi video làm chả giò ăn với bún hôm nay. Các bạn cảm thấy hay và hấp dẫn, các bạn cho mình xin một like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ cho mình.
để mình có động lực mình làm video kế tiếp. Xin cảm ơn các bạn nhiều. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Bye bye.